xin chào các tình yêu của CC, mới vừa ngủ dậy nè, cho nên là cái giọng nói chưa ok ha. Giờ này là chiều rồi. Hôm nay CC thông báo với các bạn là CC sẽ mỗi ngày sẽ kể chuyện lại cho các bạn nghe. Tại vì CC mới được anh Bằng. Các bạn có nhớ câu chuyện của anh Bằng không? Anh Bằng liên lạc với CC và anh bằng nói CC si ơi, anh cần tâm sự với em để giải tỏa cái nỗi lòng của anh. Trời ơi, các bạn nào cũng rất là mong tiếp theo câu chuyện của anh bằng đúng không? Nhưng mà không biết là bây giờ mẹ anh đã mất rồi thì anh có kể về mẹ anh nữa hay không thì mình không biết. Nhưng mà anh nói rằng là giải tỏa những ưu phiền gì đó trong lòng của anh thì CC si si nghĩ chắc là nói về cô bạn mà anh đang sống chung hoặc là vợ thì sẽ à, suy nghĩ như vậy nhiều hơn nhưng mà thôi được anh kể là chúng ta mừng rồi các bạn nên nhớ rằng là bất kỳ ai cũng có tâm sự cả có nhiều câu chuyện họ để trong lòng mấy chục năm trời không nói ra được không dám tâm sự với ai thì bây giờ họ sẽ tìm một kênh youtube nào đó để họ tâm sự và nhờ chia sẻ để họ lắng nghe lại cuộc đời của họ như vậy hiếm lắm nha các bạn nếu nhà văn nhà thơ hoặc là gì đó họ viết chuyện thì là khác cái này tâm sự của mỗi người thành ra khi các bạn nghe những câu chuyện nó không có được suôn sẻ nó không có được êm tai là vì đó là những câu chuyện thật những câu chuyện xảy ra đời thường mỗi ngày các bạn cứ nghe đi ngày hôm nay câu chuyện này bạn chưa từng nghe bạn chưa từng thấy nhưng 10 năm sau, biết đâu bạn cũng thấy một câu chuyện tương tự như vậy thì bạn nghĩ ra liền, à, câu chuyện này mình đã có nghe được từ ở đâu đó, để các bạn tránh lắng nghe để đó các bạn, rồi từ từ, Si Si nói chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, nhưng các bạn có may mắn có cơ hội hoặc là cái chuyện không may nó đến với bạn bạn không biết lúc nào nó sẽ đến thành ra cái gì mà chúng ta đã nắm bắt được rồi thì đó là number one rồi thì bây giờ cái quan trọng nhất là cc sẽ giữ lại kênh cc cuộc sống mỹ tức là cái áo đầm màu xanh cc mặc đó để kể tiếp những cái câu chuyện đưa đến cho khán giả vì rất là nhiều câu chuyện hơn cả trăm câu chuyện còn ở đây cc chưa kể cũng có các chị em hối và cũng có các chị em nói rằng là thôi không sao, CC bận thì kể sau cũng được. Còn có vài chị em thôi, chục 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 người thôi à, nói là chị ơi nếu chị không kể câu chuyện của em thì chắc em đưa qua kênh khác kể nghe. Cho nên là CC tranh thủ sẽ kể lại những cái câu chuyện cho các bạn ở bên kênh CC cuộc sống Mỹ tức là kênh này còn bây giờ CC review quần áo bán hàng nữ trang và vân vân, CC sẽ đưa qua kênh CCUSA. Các chị em nào đã biết kênh CCUSA rồi, CC mặc áo đầm ren trắng, thì các chị em vào xem và mua hàng dùm CC bên kênh đó. Còn các chị em nào mà chưa biết cái kênh đó thì nói với CC, CC gửi cái đường link cho các bạn bấm vào để mua hàng. Vì khi đã kể chuyện rồi thì chúng ta không thể lẫn lộn, ngày hôm nay kể chuyện, ngày mai review nữ trang hoặc là quần áo được các bạn ha. CC có thể bỏ vào chừng 30 giây đồng hồ trong những cái câu chuyện kể để cho các bạn biết ok ngày hôm nay đó là mình review cái này. Nhưng mà các bạn muốn mua đồ nhiều thì các bạn phải qua kênh CC USA là dành riêng cho bán hàng CC review đồ còn CC cuộc sống Mỹ là vẫn tiếp tục đưa những câu chuyện của khán giả tâm sự với chúng ta đó là những câu chuyện có thật xảy ra với mỗi người trên chúng ta nhưng mà không biết cái câu chuyện nào là nó sẽ đi vào cuộc đời của các bạn bây giờ CC xin mời quý khán thính giả và các bạn hãy xem CC review những gì CC mua được những gì CC mua được ở Mỹ này là các bạn mua được, nhưng các bạn có cơ hội đi hay không? Nếu không đi được, hãy để CC là đôi chân của các bạn, để sự suy nghĩ của CC, để tay CC sờ, cầm và cảm nhận được những cái gì nó đẹp nhất đến cho các bạn. Xin mời nha. Bây giờ CC sẽ bắt đầu cầm nữ trang cho các bạn xem. Đây là của Ý là nhiều nhất và sau đó là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ cái nào nó có bộ, CC sẽ cầm bộ lên cho các bạn xem. Nó đã là bộ rồi, CC xin lỗi là không thể tách ra để bán được ha. Vì mỗi khi nó on sale mà mình tìm được như vậy không phải là dễ, mong các bạn thông cảm nha. Đây. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cũng với cái hoa này thương hiệu cái tên là gì đó cc quên rồi brand name mà nó là đồ thật các bạn thí dụ như vàng thật cái hoa này ở bên trong nó cũng là một cái loại đá gì đó nếu nó có hột thì nó là hột xoàn cc quên tên cái thương hiệu đó rồi thì cái đó rất là đắt tiền cái đó là khoảng mấy chục ngàn một bộ nhưng cc không có bán đồ thật cho nên CC cũng không biết nói với các bạn như thế nào Nhưng mà cái kiểu này nha các bạn Là có đồ thật Vàng thật Hộp xoàn thật Với thương hiệu này là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới Họ cũng có cái hoa như vậy Nhưng chỉ là đồ fashion CC đeo Đeo tắm luôn đó Đeo mấy tháng rồi cũng không có đổi màu đâu Cho nên các chị em yên tâm Tất cả là Stealing Silver ha các chị em đeo một thời gian không thích, các chị em có thể si qua màu khác. Ở Cali thì các bạn tới Phước Lộc Thọ, đi lên trên lầu, đi vào đúng cái chỗ mà người ta si đó, không có cần phải đưa qua tiệm vàng rồi nói tiệm vàng si. Tại vì các bạn làm như vậy thì tiệm vàng họ cũng sẽ ăn cái tiền công của họ, rồi họ cũng đi có vài bước lên lầu thôi. Các chị em nào biết rồi thì thôi, không biết si si chỉ chỗ cho ha. Thì cũng 3 năm rồi CC không có đi qua Cali Cho nên là không biết là họ có thay đổi gì hay không Nhưng mà các bạn cũng rất dễ tìm Mỗi lần CC qua Cali là CC đều mang cả hộp luôn á Đi qua bên đó si Còn các chị em có cơ hội về Việt Nam Thì các chị em sẽ mang về về Việt Nam để si Muốn si màu gì si? Thường á, là CC thay đổi màu lắm thí dụ năm nay cc đeo màu vàng là nó nguyên thủy như vậy rồi qua tới sang năm cc đổi qua màu trắng rồi qua tới sang năm cc đổi qua màu rogo thành ra đó là các chị em cứ việc mua những cái này các chị em sẽ thích lắm nhớ nha đây là đồ thật của thương hiệu này của mỹ nha nhưng mà họ gia công thì mình mới có thể mua được cái này là đồ fashion nha các bạn chứ không phải là hột xoàn thật cũng không phải là vàng thật ha thì đây đi các bạn cái nhẫn này thì cái mặt hoa nó hơi hồng hồng một chút nó có xà cừ nhưng nếu các bạn muốn đeo chung thì suy suy nghĩ chắc cũng ok thì tùy các bạn thôi đây là cái nhẫn cái nhẫn này sai xấu ha đây là đôi hoa tai hoa tai này thì nó không có cái viền xoàn ở cái bông không có. Nhưng mà thôi, cứ đeo tạm như vậy đi. Nó giống như vậy cũng được rồi. Khi nào thấy CC mua tiếp. Chứ mình mua on sale mà. Thành ra là cũng hơi khó ha. Thì các bạn nào thích đeo thì mua nha. Nhưng mà bộ này CC không bán lẻ. Đây là đôi hoa tai. Ở đằng sau là đích đẩy ha. Đây là cái lắc tay lắc tay này thì cái size nó hơi rộng đó nha, cho nên là chị em nào mà cái tay to to thì các chị em đeo đẹp lắm nha. kiểu này thì nhiều thương hiệu có lắm chứ không phải là một thương hiệu này nhưng mà cái này cc đeo cho nên là cc biết được là cái độ bền nó như thế nào, với lại cc là nhà nghề mà cc chỉ cần nhìn thôi là cc biết được, Đã, biết cái nào nó là như thế nào ha, thì đây. Đây là sợi dây chuyền. Đó, thì coi như cái màu trắng trắng xà cừ hồng hồng này chúng ta có được bốn món. CC sẽ không bán lẻ bộ này ha. Chỉ có cái nhẫn này là hơi khác chút thôi nha, nó ra cái màu hồng hồng. Đó, đây là một bộ. Và đây. Chị em nào thích màu trắng thì lấy sợi này. Cái này thì chỉ mới có một sợi thôi. CC sẽ lưu ý và sẽ mua cho các bạn, tại vì CC bán những mặt hàng này mà, nó on sale CC mua để dành đó, rồi CC bỏ lên chính cái website ở Mỹ CC bán, đây các bạn, bóng sáng lắm, các chị em có thể đeo mỗi ngày giống như CC đeo vậy đó, steel silver ha. Cái này thì không có cái mạc toàn ten nha. Chắc nó rớt đâu rồi. Đây là màu trắng nha. Dây trắng. Mặt hoa trắng. Sợi này màu hồng. Hồng này. Cái hoa nó hơi đậm. cái nhẫn thì cái hoa nó hơi lợt nhưng mà cái nhẫn này nó màu vàng rồi cho nên nó đi với cái bộ kia mới đẹp còn cái này là trắng nha tức là cc có hai sợi này nha một sợi cái hoa trắng một sợi cái hoa vàng nhưng mà cái dây là dây trắng ha chưa có cái gì đi chung bộ cả thì cứ góp gió thành bão vậy đó mua từ từ là sẽ có ha đó. sợi này cc đeo đó nhưng mà cc đeo màu vàng và đen nhiều bạn thích màu trắng trắng thì nhìn nó trẻ trung sang ha đây hai sợi Stillin silver đây là những thương hiệu nổi tiếng ha những cái này các bạn muốn mua thì các bạn vào trong xác phíp hoặc là messi nọt trơm đeo đều có cả. Và tiếp theo đây. Sợi này là đẹp lung linh luôn nha. Cái loại dây như vậy. Sợi dây này màu đen nha các bạn. Đây cũng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Các chị em mua đầm hiệu này rất là nhiều ha. Cái này họ gia công với China. Thương hiệu này nổi tiếng lắm. Thương hiệu này đầm áo rất là đẹp và đắt tiền đó. Quá là đẹp đúng không? Truy thôn, màu đen, màu vàng và hộp xoàn trắng. Đây là thời trang nha các bạn. Những cái này đó, nó không on sale, đắt lắm. Dây này là dây rút ha. Các bạn muốn đeo ngắn, đeo dài, tùy ý các bạn ha. Nè, dây các bạn rút. Xì, xì mê những cái loại dây rút này lắm. Nè, đó. Những cái lắc tay hột mô ai. nếu các chị em không có biết được cái size mình là size mấy, thì nên mua những cái loại rút như vậy. Những cái loại rút như vậy thì có thể là khi các bạn về Việt Nam, người mình nó nở ra, tay mình nó to ra, thì các bạn cũng sẽ cảm thấy không khó chịu ha. Loại dây rút như vậy những cái lắc hộp mua này đó là nên mua đó đây sợi này quá sức sang luôn ha đẹp lung linh luôn với những thương hiệu nổi tiếng như vậy nha cái lắc tay này giống của cc đeo đó cc ít đeo là tại vì nó rộng nha các bạn mà cái này là mới chưa có đeo đâu của cc cc cất rồi đây cái này đó là nó màu xanh lá cây cái này thì chỉ có được cái lắc tay này thôi cc đeo đó đeo rửa chén rửa bát này nọ luôn đó nhưng mà nó rộng cho nên cc ít đeo thôi nó có một cái nứt ở bên trong nữa nè nếu nó rộng thì chúng ta thâu vào Dùng cái móc này Móc vào bên trong Nhưng mà CC đeo vẫn bị rộng ha Đó, thì đây nha Các bạn có thể mua cái lắc tay này trước đi Đó, rồi các bạn Chờ CC Thấy là CC mua liền à các bạn ơi Mấy cái này ở trên mạng của China, họ có những cái website gì đó họ bán đầy luôn nhưng mà các bạn nên nhớ nhìn thì nó hào nhoáng như vậy đó nhưng nó không phải là brand name nó không phải là cái thương hiệu này nha thì các bạn đeo nó bao lâu cc không biết thì các bạn nghĩ đi mấy đồng với lại mấy chục đồng thì dĩ nhiên là nó phải khác nhiều rồi với lại một cái được nằm ở trong xác phiếp lamin đeo messi Nordstrom thì chắc chắn là chất lượng nó phải khác rồi đây nha. Màu đen, vàng, chỉ có một cái lắc tay thôi. Rộng nha các bạn. Tay CC là 15 cm. CC đeo rộng đó. Thì chị em nào mà tay khoảng chừng 17 đi thì bạn mua cái lắc này bạn đeo là đẹp lắm luôn đó. Và đây là sợi dây chuyền. Những sợi dây chuyền nãy giờ CC review với các bạn là các bạn mặc áo dài được hết đó nha Đẹp lắm đó nha các bạn Áo dài, cổ cao, cổ tròn mà cao cao là đẹp lắm luôn đó Đây Các bạn nhìn sợi dây bóng, thiệt là bóng luôn ha Thương hiệu này CC thích lắm, nữ trang của thương hiệu này đẹp lắm các bạn Đó, các bạn thấy không? vàng thôi đó mà nó sáng lấp lánh như vậy đó thì các bạn nghĩ là nó đẹp như thế nào cái bản này nó hơi lớn chị em nào thích đeo lớn thì đây nha mặc áo dài đẹp mặc cổ hở đẹp áo dài đeo đẹp lắm đó các bạn tại vì cc không có mặc áo dài cho nên là cc không có review cho các bạn xem đây là những sợi dây chuyền mặc đầm mặc áo dài mặc cổ cao cái mặt này nó nhỏ xíu à thế nên các bạn đeo đẹp lắm màu xanh lá cây ha cũng chỉ có một sợi dây chuyền thôi à chưa có cái gì để phối chung ha và đây là những đôi hoa tai rất sang và đẹp các chị em mặc quần tây hoặc là mặc đầm với điều kiện cái giái tai các bạn to to một chút mà nó đừng có bị cụp xuống giống như cc cái đôi này nó nhẹ lắm cho nên các bạn không có sợ nó kéo nó chì cái lỗ tai các bạn hay gì cả ha đôi này là màu vàng đôi này là màu trắng sisi cầm hai cái như vậy cho các bạn biết nó chiếu sáng vô cùng là sáng đó. đẹp lắm nha các bạn cái này là steel link silver ha đít đẩy họ xi si qua một cái vàng trắng một cái vàng vàng sisi bán những loại này mà mấy cái này không phải là mua trong messi hoặc là ở mo mỹ đâu ha đây là hàng cc bán hàng tuyển đó các bạn các bạn biết không khi mà cc order là cc đặt người ta si tới mấy lớp si lận chứ không phải là như hàng mà người ta bỏ lên mạng người ta bán đâu tại vì cc có cửa tiệm cc làm việc mấy chục năm thành ra cc biết nếu các bạn mua bình thường như vậy thì các bạn đeo nó hên xui còn với cc là tiệm lớn mà cc là hô cho nên là cc biết khách của cc họ cần những cái như thế nào cho nên cc luôn trả thêm tiền và cần si mấy lớp si đó các bạn thấy đẹp không lung linh không sắc không màu vàng và màu trắng tuyệt đẹp ha và đây đẹp xuất sắc luôn nha sterling silver cc có đủ tên hết các bạn muốn mua tên của các bạn thì mua ha những cái mặt này các bạn có thể đeo được với dây đen các bạn muốn thì mua cái tên to hơn luôn cũng có nữa nhưng mà thôi suy nghĩ Mua cái size medium như vậy là vừa rồi Vì cái size này các chị em có thể dùng cái kiền Để các chị em đeo được Và đeo dây đen cũng được luôn Đeo dây chuyền cũng được luôn ha Thì đây Đẹp xuất sắc Nên mua cái này đó các bạn Nên mua đó đẹp lắm vì nó tiện lợi lắm đeo kiền được đeo dây đen được đeo dây chuyền được ha và đây sợi này thì mặc áo dài khỏi che luôn rồi đây là phơ nha các bạn phơ nuôi phơ thật đó mà phơ nuôi nha cái này cũng mua ở trong sát phíp. mỗi lần mà đi lên trên sát phíp, là cc chỉ có chạy vào xem hiệu Collagafil, giỏ sách, giày dép, quần áo và nữ trang. Còn những cái khác, CC không có thời gian để coi. Thường người ta vào đó là người ta mua mắt kính nhiều lắm đó. Nhưng mà thôi, CC không có mua những loại kính đắt tiền như vậy. Vì CC có người nhà làm. Cái nào sale rẻ đẹp là họ tự mua dùm cho CC rồi. Đây. Sợi này đẹp lắm. Sợi này các bạn mặc áo cổ tim, mặc áo cổ rộng. Nó đẹp là nhờ cái này nè, nhờ cái mặt dây chuyền này. Cái này là steel silver ha. Đeo một thời gian đi, không thích thì các bạn si. Tuyệt vời ha. Các bạn cứ đeo một vài năm. Nó không có đen đâu nha. Nó cũ cũ thì các bạn đi si lại. Cứ nghĩ đơn giản. Mỗi lần tới Tết mình mang cái bộ lư ở nhà đi đánh bóng để đón tết như thế nào thì các bạn cũng nên mang những cái nữ trang để đi xi lại một lần nó mới nó đẹp để đón năm mới vì các bạn biết nữ trang nó là phong thủy nha các bạn chứ không phải là chỉ là đẹp thôi đâu phong thủy đó đây thật là tuyệt vời sợi dây này này xi có lâu rồi đó để dành đó nhưng mà CC không có mặc áo dài, với lại CC không có mặc áo cổ cao. Cho nên CC ít đeo sợi này lắm. Nhưng mà sợi này đó thì mặc cổ trái tim đeo đẹp. Cổ tròn đeo không đẹp đâu nha các bạn. Chỉ có áo dài và cổ tim mới đẹp sợi này. Cái này là bạc 925. Họ si qua vàng trắng. Steelin silver, đeo nó vĩnh viễn như vậy ha. Sợi này mua ở Sắc Và đây đây mới cái làm cho các bạn mê đây. Hai sợi này mua ở Messi. Có nhiều các bạn đi ăn tiệc thì các bạn nói là đi ăn tiệc những cái sợi dây như vậy là nó to quá CC ơi. Không thích. CC có mảnh khảnh đẹp đẹp không? Thì đấy, mảnh khảnh đẹp đẹp. Thôi cầm từng cái lên đi. Cái này là trái tim. Các bạn thấy không hộp file E mà nó chiếu lấp lánh như vậy đó Các bạn ơi cc không thấy các bạn mua hộp Mosanai mà trái tim hộp Mosanai trái tim đẹp lắm nha các bạn đẹp lắm luôn đó các bạn nên tham khảo tại vì cc chưa có ở đây cc đang remodel để chuẩn bị khai trương tiệm đó thì khi nào mà cc khai trương tiệm cc sẽ có những phần quà rất là giá trị để tặng cho các bạn ha. Kỳ này là không có bốc thăm trúng thưởng này nọ nữa, mệt quá các bạn, nhưng mà tặng quà luôn. Tặng những cái gì giá trị nhất khi CC khai trương tiệm. Mấy bữa nữa thôi là bắt đầu người ta remodel cho CC rồi đó. Đây. Bạn thấy không? Đẹp lung linh luôn ha chỉ là hộp file e thôi. Mà cái này mua trong Messi đó. Nhẹ lắm các bạn, đây là sterling silver ha. Các bạn đeo nó không có đen đâu nha. Nó cũ cũ nó mờ mờ thì yes, còn đen là không có nha các bạn. Quá đẹp đúng không? Chị em nào không thích nó nhiều quá thì đeo mảnh khảnh như vậy thôi. Sợi này thì xì, xì mới mê nè. Cái này cũng mua trong mê xì. Sợi này dành cho các chị em. Mặt cổ rộng, cổ chữ U, cổ vuông, cổ tròn. Khi các chị em đeo nó rớt những cái con bướm này xuống. Đẹp vô cùng là đẹp ha. Sterling silver. Nhẹ lắm. Đây. Đeo cũ, si lại khi các bạn đã si thêm một lớp vàng trắng nữa rồi là nó y hệt như là các bạn đeo vàng trắng vậy đó các bạn mà muốn cho nó bền hơn nó chắc hơn nữa thì các bạn mạ mạ thì đắt tiền ha nhưng mà nó vĩnh viễn luôn không cũ luôn đó còn si thì cứ mỗi năm si lại một lần mạ thì có thể được bốn năm năm những cái nào mà các bạn đeo mà các bạn cảm thấy thiệt là thích mà các bạn cảm thấy nó hên thì các bạn nên mạ còn cái nào mà chỉ đeo để thời trang lâu lâu các bạn đeo một lần thì si thôi mạ đắt gấp hai gấp ba tiền tại vì mạ thì họ phải làm qua tới bao nhiêu lớp lận mà cái chất lượng vàng vàng trắng nó cũng phải khác đi ha đây sợi này đẹp lung linh luôn nhẹ lắm cho nên các chị em đừng có lo lắng ừ, nó bị này bị kia nó nặng không chị rồi này nợ nhiều câu hỏi các bạn hỏi thì sẵn đây sisi trả lời luôn đó cái nào nhẹ sisi cho các bạn biết là nó nhẹ lắm đeo trên cổ như không đeo đó Còn mấy con bướm rất rớt xuống rất đẹp ha Các bạn hỏi CC nhiều lắm nè đúng không? Các bạn hỏi cái này có hộp mua không? Không có nha các bạn. Chỉ là hộp file E thôi. CC đeo đủ ba màu luôn. Màu trắng, màu vàng và rogo. Mà cái màu trắng để trên nhà con rồi. Cái mặt dây chuyền này. Các bạn đeo dây đen. Mặc áo, cổ lọ. Áo thun có cổ. Đầm ôm, đầm thun. Áo ôm. Bạn đeo sợi dây đen này Đẹp chết người luôn đó Đây Tới mùa đông Các chị em đeo như vậy cho CC nha Tại mùa đông đa số các bạn mặc áo cổ cao đúng không Đó Thì để cái sợi dây chuyền này ở bên ngoài cho CC nha Màu rogo là đẹp lắm nha các bạn Màu vàng cũng đẹp lắm luôn đó và màu trắng cũng đẹp lắm. Cái này là họ xi si qua hết rồi. Bạc 925 xi si qua ha. Và đây là sợi dây. Có cái bao tay cho nên là khó mở ra quá. Nó trơn. Cái này chui đầu được đó các bạn. Sợi này nè. Chỉ mở ra thôi nha các bạn. Ra rồi. Nó có một cái ngấn bên này bên này cái lỗ nó là như vậy rồi các bạn đút nó vào các bạn xoay một cái là nó vô được có cái bao tay khó làm quá ha đút vào nó có cái ngấn của nó đúng cái ngấn đó nó sẽ kêu cái cụp một cái đây đó các bạn làm cái gì với nữ trang bạc hoặc là bất kỳ nữ trang nào các bạn cũng phải nhẹ tay phải tìm tại sao nó bị kẹt tại sao nó bị gì đó tại sao mở không ra được rồi các bạn sẽ nương và làm từ từ vì nữ trang mà chứ đừng có mạnh bạo quá thấy không được giật rứt giật rứt là tiêu liền đừng bán vốn cc xì xì nha đây nha sợi dây này đẹp lắm dây này chui đầu thí dụ như các bạn quyết định đeo cái sợi dây này với cái mặt dây chuyền này không thay đổi thì các bạn xỏ nó vào luôn như vậy rồi đi đâu các bạn chồng vào một cái là xong vì đây là sợi dây dài chồng đầu thật là tuyệt vời nếu các bạn mặc áo đen thì cứ suy nghĩ đi đây áo cổ lọ đen đầm đen oh my god tuyệt vời ha chiếu lắm nha các bạn cái này là cc ở đèn thường đó nha không có đèn đuốc gì đâu nha chỉ có đèn trên cái phone thôi đó các bạn đi vào quơ mạt này nọ là các bạn mê luôn đó nè thấy màu vàng không Mê luôn, nó chói lắm các bạn ơi, đẹp lắm các bạn ơi Các bạn cứ nghĩ đi ở trên cái ngực của các bạn ha Tự nhiên có một cái hoa mà nó đẹp lung linh như vậy. Oh my God! Xuất sắc! Nếu cái hoa này màu vàng, rogo và màu trắng, thì trong đôi mắt của CC màu rogo là đẹp nhất. Nhưng màu rogo nếu nó ở trên cái áo đen thì nó đẹp. Mà nếu nó ở trên da thịt của các bạn thì màu rogo không đẹp, thì màu vàng nó mới đẹp. Các chị em lưu ý, nếu nó ở trên áo tức là bạn mặc áo cổ lọ thì màu rogo là đẹp nhất nếu bạn mặc áo không có cổ mà cái mặt dây chuyền này nó nằm ở trên cái phần thịt các bạn phần ngực các bạn thì là màu vàng còn màu trắng là bình thường Đó, tuyệt vời ha lung linh luôn với các bạn và cũng với sợi dây chuyền đen này thì quá ngầu rồi ha quá đẹp rồi không còn một điểm nào có thể chê được chết rồi cái khóa này nó mảnh khảnh quá xỏ nó không qua được rồi để cc kiếm những cái sợi dây khác nhưng mà cái dây khác thì cc sợ nó không đẹp tại vì cái mặt này nó to quá họ làm cái khóa này lớn quá ha uống quá. Sợi dây này không xỏ vào được. Vì cái khóa này nó lớn quá để coi đó. Không qua được các bạn. Tiếc thiệt luôn. Không được. Để CC tìm cái sợi dây đen nào xỏ vào được thì CC cho các bạn biết. Nè các bạn nhìn thấy đẹp không? Hộp file E đó đó với nhà CC mà các bạn nhìn nó lung linh như vậy nó nhảy như vậy nè đó các bạn thấy không thì các bạn dư sức biết là khi các bạn đi ăn tiệc nó sẽ đẹp như thế nào đeo dây đen hoặc là đeo kiền đều đẹp cả đeo dây chuyền là phải lựa dây lớn nha mới đẹp cái này là steel and silver mà phải đeo dài cái mặt thánh giá này một là phải đeo dài loại dây dài nha các bạn phải dài mới đẹp hai là phải đeo thật là ngắn chứ đừng có đeo giữa giữa cái khe ngực là không được không đẹp luôn á nè mê không các bạn có thấy cc có một cái mặt dây chuyền thẻ bài này không cc đeo mấy chục năm rồi đó chưa từng bao giờ si lại nha mà nó cũng sáng lấp lánh như vậy đó đẹp quá ha CC đo nè. Cái đầu ngón tay của CC. Tới đây nha. Gần khoảng 3 đốt ngón tay của các bạn đó. Và đây CC cho các bạn xem. Đây là hàng CC bán. Cái mặt dây chuyền này CC đeo trên 20 năm rồi. Mà các bạn thấy không? Chưa từng si lại mà nó vẫn sáng bóng như vậy nè. Stealing silver. Nhưng mà nó bị rớt hộp rồi Các bạn có thấy nó rớt hai cái hộp không? Đó. Đeo trên 20 năm nha các bạn. Mà vẫn còn sáng bóng như vậy đó. Rớt hai hộp. Mới rớt đây thôi đó. Uổng ha. Khi nào về Việt Nam, Si mang về cho người ta nhận hộp vào. Khi mà các bạn đeo nó bị mất hộp như vậy các bạn để dành lại nha. Khi nào có dịp về Việt Nam mang ra tiệm vàng họ nhấn hộ cho các bạn nha. Hoặc là các chị em ở Cali thì tới nói với người ta. Đây là Stealing Silver. CCC qua nhiều lớp C lắm. Cho nên là nó mới bền như vậy đó. Hàng của CC bán là đặc biệt như vậy các bạn. Thì CC mới đeo được mấy chục năm mà các bạn thấy không? Cái độ bóng nó vẫn còn như vậy đó. Bóng láng luôn. Lấp lánh luôn đó. Cái này nhẹ lắm. Cái nào mà nó bằng bạc chín hai năm mà nó nhẹ nó to thì các bạn có thể đeo với kiền với dây chuyền đều đẹp cả cái này đeo dây đen cũng đẹp lắm ha đó cc sẽ tuyển những cái hàng đẹp cc giới thiệu cho các bạn mà nữ trang mà các bạn mua từ ở cc là các bạn yên tâm rồi mấy chục năm trong nghề mà người ta bán vàng bán hột xoàn nhưng mà cc không được ông trời ban tặng như vậy vì số CC không có giàu đó cho nên CC cũng bán nữ trang vậy nhưng mà nữ trang fashion chỉ là bạc thôi như vậy đi ha đó cái này khoe thôi nha chứ cái này bây giờ không còn nữa đâu bây giờ CC sẽ qua nữ trang của ý CC có Facebook CC có Viber các chị em nào chưa có Facebook và Viber của CC hãy liên lạc với CC CC gửi đường link cho các bạn nha hàng của CC ship các nước trên thế giới, từ quần áo cho tới nữ trang, vân vân ha. Và các bạn lưu ý nha, bắt đầu từ video này, CC mặc cái áo đầm màu trắng, các chị em nào không vào được liên lạc với CC theo số phone 706 987 9063, CC sẽ gửi đường link cho các bạn để các bạn bấm vào để mua hàng nha. Còn kênh CC Cuộc Sống Mỹ, CC sẽ để dành để đưa tới những câu chuyện có thật tâm sự của mỗi một cuộc đời con người của chúng ta và cc xin, xin được tạm ngừng video ở đây bye bye i love you